mới ăn. Thì như vậy nguyên một ngày á, mình có cảm giác, nói trước cho mọi người biết nha, cái tuần đầu tiên tuần uống á, là sẽ có cái cảm giác mình làm biếng ăn lắm, giống như bây giờ là mọi người đi ăn hết trơn rồi mà tôi không ăn nữa. Trời, có gì đâu khó uống, cái này nó viên con nhộng dễ uống ập cho bụng thôi, đâu có gì khó uống đâu, rất là dễ uống. À, một tuần lễ đầu á thì người ta uống á, một bịch như vậy đây nè, một bịch như vậy là 14, một hộp như vậy là 650.000, là nó gồm có 14 bịch như vậy, một bịch đó là 2 viên, một ngày mình sẽ uống một bịch. Nhưng mà mọi người ơi, thường chỉ mọi người nha, cái lần đầu tiên mới uống á, mọi người đừng có uống 2 viên, mọi người uống 1 viên thôi. 1-2 ngày đầu cho nó quen, mọi người uống 1 viên thôi, rồi bắt đầu từ ngày thứ 3 thứ 4 á, quen rồi lúc đó mọi người mới uống 1 ngày 2 viên nha. Và uống trước khi ăn 30 phút trước ngủ dậy á, mình uống nước thiệt nhiều. Đặc biệt á, là uống cái thuốc này vô là mình uống nước nhiều lắm, mình cứ cảm thấy khát nước và mình uống nước thôi, mình sẽ ăn ít. Mọi người đừng có ngạc nhiên, tại vì khi mà mình uống thuốc này vô mình cảm thấy mình không có thèm ăn, mình không có muốn ăn, thì mọi người đừng có lo lắng gì hết, không muốn ăn là tốt. Mình uống nước thiệt nhiều vô, một trong thời gian này là một ngày mình phải uống 3-4 lít nước, để làm chi? Nó đào thải cái mỡ thừa trong người mình. Đây là cái cơ chế nó lấy cái mỡ thừa của mình, nó làm năng lượng để cho mình hoạt động, mình vẫn mạnh khỏe, từ vẫn diễn kịch ngày 2 suất bình thường nha cả nhà, không có bị mệt đó. Nhưng mà mấy ngày đầu á, sợ mình không có quen cho nên mình uống 1 viên thôi, rồi sau đó mình mới uống 2 viên. Nhớ nha. Còn mấy người mà uống mua cái này mà mua dạng bột á, thì cái ngày đầu mình uống nửa bịch thôi, rồi mấy ngày sau quen rồi lúc đó mình mới uống 1 bịch. Ok. Cái này nam nữ gì cũng giống nhau mà, chè. Nam nữ gì cũng vậy hết. Đây mọi người, một liệu trình của nó này, phải thuốc tim nha, cũng phải uống hết một liệu trình của nó. Một liệu trình như vậy là uống 28 ngày, nhưng mà một hộp như vậy thì chỉ có 14 bịch thôi. Có nghĩa là mình phải uống 2 hộp như thế này mới bắt đầu thấy có công dụng đó, mình coi chừng ai cấp giật. Uống 2 hộp như vậy là 28 ngày thì mới bắt đầu có công dụng, giảm từ 2 đến 10 kg. Thật ra những người nào mà mập á, những người nào mà bự con á thì nó mới giảm nhiều. Còn như Tường á, là tại vì Tường thực sự là không có mập lắm, cho nên những người mà không mập lắm á thì người ta chỉ giảm 1-2 kg là rất là khó, đúng không? Còn những người mà bụng bự mập á thì người ta giảm 5-7 kg, 10 kg á, nó dễ lắm, là chuyện bình thường. Cho nên ước nguyện của Tường chỉ cần giảm 3 kg thôi. Không có, Tường vẫn diễn 1 ngày 2 suất bình thường nha Đoàn Hạnh. Thì Tường nói rồi đó, thời gian đầu mỗi người một ngày chỉ uống là 1 viên thôi. Những người mà bị bao tử đồ này kia đó thì không có nên uống, thì mình phải uống sau bữa ăn nha. Những người bình thường mạnh khỏe thì mình uống trước bữa ăn 30 phút là mình sẽ cảm thấy khát nước nguyên một ngày hôm đó, mình không muốn ăn nhiều rồi mình cảm thấy khát nước, mình uống nước thiệt nhiều. Uống nước càng nhiều càng tốt để nó đào thải cái mỡ ra. Đây là cái cơ chế lấy mỡ thừa làm năng lượng, rồi sau đó nó đào thải cái mỡ nó ra ngoài, nên mình không có sao hết. Tại vì mình vẫn mạnh khỏe, tại vì mình không ăn nhưng mình vẫn có năng lượng. Năng lượng nó từ đâu? Là từ cái mỡ, mỡ nó cái bụng này đó, nó lấy cái mỡ này ra, nó làm năng lượng, mình vẫn vận động bình thường. Đó. Cho nên mình không có bị mệt mà nó tiêu hao bớt cái mỡ của mình thôi. Một hộp như vậy là xài được 14 ngày thưa quý vị. Liệu mình dùng một liệu trình là 2 hộp là 28 ngày thì mình sẽ giảm từ 2 đến 10 kg. Cô Tường đang diễn, một hộp là 650.000 đó Đình Phạm. Một hũ vậy là 650.000 nha. Đây, Golin Detox. Này là nhập khẩu từ Malaysia nha cưng. Và mọi người lưu ý nha, mấy người mà giảm cân, nhưng mà nếu mà mình có bị bệnh cao huyết áp hay tiểu đường hay tim mạch thì mình không uống nha. Thường nói trước, những người bị cao huyết áp hay tiểu đường hay tim mạch thì mình không uống thuốc giảm cân. Ở đây là thành phần tự nhiên không à. Lá sen, là hũ qua rừng, là linh chi vàng, là chè vàng, là rất là tốt cho cơ thể, nên mọi người yên tâm. Và Tường nhấn mạnh lại, mình có tới 2 dạng.